hôm nay Bột xin phép lên tập tiếp theo, tập 56 ha. Thì lời đầu tiên cho Bột gửi đến quý chú anh chị là một lời chúc sức khỏe và một buổi xem livestream, xem video vui vẻ ha. Rồi ok, Bột xin phép vào cây đầu tiên. Ok, đầu tiên Bột xin phép giới thiệu một cái đàn guitar acoustic, một cái đàn tốt giá rẻ ha. Và cái này Bột bán chỉ giá chỉ 1.3 triệu thôi. Thì một cái đàn tốt, đời cao nhưng giá rẻ, thì tất nhiên là ngoại hình là xấu nha quý anh chị. Rồi ok, Bột xin phép vào chi tiết nha. Âm thanh hay nha. Đầu tiên là mặt tớp. Đó, mặt tớp thì ngay chỗ này nó hơi xấu xíu. Đó, đây là một cái loại khá là đặc biệt. Lâu lâu thì mới có một cây là nó cái kiểu này là nó kiểu con ngựa mình linh động được. Nghĩa là người ta sẽ giữ được con ngựa riêng. Ví dụ như là mình muốn action nó thấp thì ở đây là có một mình có cái có để mình vô con vít mình quay. Một chiều là nó sẽ đó đi xuống, cái con ngựa mình sẽ đi xuống. Đó thì nếu mà mình muốn xuống thấp thì mình dặn cho theo ý mong muốn. Còn một chiều ngược lại là nó sẽ đi lên. Đó thì là mình cái điều này á, thì nó sẽ thứ nhất là đây là đầu tiên là nó sẽ giữ cái cầu ngựa với lại cái thùng. Thứ hai, công dụng thứ hai á, là giống như Bồm nói, nó đi lên đi xuống sẽ giữ cho cái con ngựa mình giữ là luôn luôn là ngựa zin ha, không phải mài hoặc là dũa hoặc là chêm gì hết. Rồi ok, đó thì cái cây này thập niên 70 nó mới có kiểu này, lâu lâu mới có một cây. Rồi đầu tiên là mặt tớp, cây này được cái miếng dán zin nó khá là đẹp ha. Rồi mặt tớp, rồi tiếp theo mặt hông, hông bên phải. Cây này quý của chúng chị nào mình mua mà về mình chơi á, mua để chơi bằng đích đàn thì khá là ngon ha, âm thanh tốt, giá rẻ. Tại vì Bồ mua bán á, thì cho nên là cái ngoại hình nó xấu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá đó, nên là Bồ bán giá rẻ mất khá là nhiều tiền, nhưng mà mình mua về chơi á, giá rẻ thì mình giá rẻ âm hay. Đó, ngoại hình thì hơi xấu xíu tại vì mình mua về chơi cũng không phải là kinh doanh. Cần đàn đó vẫn là khóa đàn zin một bộ nha, vẫn giữ được khóa zin một bộ khá là tốt. Đây đàn Terada thì Bồm chia sẻ cho quý chúng chị nào chưa biết cái dòng Terada này của Nhật, thì là Terada là cái xưởng đàn đóng đa số, ngày xưa là đóng gần khoảng là 50% cho tất cả các loại đàn ở bên Nhật ha. Đó, người ta có đủ máy móc, công nghệ và con người, có loại thép chống công cần đàn ha. Cần đàn phím sắt và phím gỗ, cây này phím sắt và phím gỗ, phím gỗ là chưa mòn, phím sắt còn khoảng 90%, khá là ok. Ngoài ra là ngăn 3, 5, 7, 9, 12 và 15 có cẩn sa cừ ha, cẩn khá là đẹp, cẩn theo kiểu dòng cao cấp luôn nè, đi âm trong phím gỗ ha. Đó thì ở bên đây thì là người ta đã từng ép lại, đã từng ép keo lại. Đó, chung là bán cái này đời cao, âm thanh tốt, cấu hình cao. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cần đàn và test âm thanh cho quý anh chị ha. Rồi đầu tiên là đo di một trước. Đây là đàn guitar acoustic. Đây, guitar acoustic di 6 và di 1. Ở đây bồng đo trên ngăn 12 ha. Rồi, ngăn 12 guitar acoustic ở đây. Đây, dây nằm thấp hơn định mức. Dây nằm thấp hơn định mức 1 khúc luôn. Còn lát xít á thì ngăn 12 nó sẽ nằm ngay cái thùng đàn. Acoustic thì hơn 2 ngăn, nó sẽ nằm ở đây. Rồi, ok. Tiếp theo bồng xin phép đo dây 6 trên ngăn 12. Đây, dây 6 cũng vậy, dây nằm thấp hơn định mức 1 khúc ha. Rồi ok, cây này action tốt, bấm êm. Rồi tiếp theo Bồm xin phép test âm thanh cây guitar acoustic Terada Banyanzaban No F F 110. Gỗ khá là tốt nha, gỗ khá là tốt. Rồi, cơ cấu đàn tốt.
Rồi mời quý chính chị nghe âm thanh. Giá chỉ 1 triệu 3 nha, giá rất là rẻ. Đó, dây này là dây thường nha, dây thường. Để cho ra âm thanh tốt vậy ạ. Rồi, bên đây là tay phải nha, đàn mình chơi là đàn tay phải nha quý chính chị. Tay phải là tay đánh đàn, còn tay trái là tay bấm trên cần nha. Rồi, ok, tiếp theo mình xin phép giới thiệu một cây đàn guitar Akkotis Arai ha, của Nhật. Tất nhiên là của Nhật, đây. Đó, rồi, mình xin phép vào chi tiết. Đầu tiên là mặt tớt, đàn này ngoại hình cũng còn ok, ngoại hình đẹp hơn cây số 1 nha. Rồi, tiếp theo mặt hông, hông bên phải. Rồi, liền lạc đẹp hơn nha. Mặt đít đàn. Rồi, hông bên trái. Rồi, mặt lưng đàn. Rồi, cần đàn. Rồi, khóa đàn. Khóa này là bầm thay mới nha, một bộ. Rồi, Arai đây, của Nhật nha. Cây này đàn có loại thép chống cong cần. Rồi, cần đàn và phím đàn. Cây này phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ là chưa mòn, phím sắt còn khoảng 85%. Ok nha. Rồi, ok. Cây này bầm bán giá chỉ 1.650.000 thôi nha quý chính chị. Giá rẻ. Những cái đàn giá dưới 2 triệu, giá dành cho học sinh sinh viên. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo bọn xin phép đo cần đàn và test âm thanh cho quý chính chị. Đây là đàn guitar Akkotis. Rồi, ok, guitar Akkotis. Đây, guitar Akkotis. Rồi, nhân 12 ngay đây nha. Rồi, cho quý anh chị dễ xem. Rồi, đầu tiên là dây 1. Đây, dây nằm thấp hơn định mức. Đó, ngăn 12 lần trên cần đàn nó có hai cái chấm như thế này nè. Đó, còn ngay đây là ngăn 14. Rồi, đầu tiên là dây 1. Dây nằm thấp hơn định mức, thấp hơn 1 khúc luôn. Rồi, ok. Tiếp theo mình xin phép đo dây 6 cho quý chị. Rồi, dây 6. Đây, dây cũng nằm dưới định mức một khúc luôn. Cây này là cần và action êm nha quý chị. Bấm êm. Rồi, cuối cùng mình xin phép test âm thanh. Cây Arai này của Nhật giá 1.650.000. Mời quý chị nghe âm thanh. Đây. Thank you.
Rồi, ok, tiếp theo mình xin phép giới thiệu một cây đàn guitar Lasix ha, của thương hiệu Yamaha. Và đây là của thập niên 70. Khá là nhiều quý anh chị săn đàn Lasix, đời Lasix cổ ha. Nhưng mà ngoại hình đây như quý anh chị thấy vẫn còn rất là ok, vẫn còn đẹp ha, khá là tương đối. Âm thanh hay, những cái đời cổ thì Yamaha lúc này là chưa nổi tiếng, nổi tiếng là nhờ những dòng này. Sau này thì người ta biết đến nhiều hơn và sản xuất những đời sau, ví dụ như C, giọng cao hơn là GC và những dòng sau này ha. Rồi, tạo nên tên tuổi thương hiệu thì nhờ những cái dòng cây này. Rồi bọn xin phép vào chi tiết. Đầu tiên là mặt tớp. Đây là một cây đàn guitar Lasix Yamaha G130A. Mặt tớp đó là gỗ tớp solid, gỗ thịt nguyên khói ha. Đây, mặt tớp đẹp nha quý các chị, mặt tớp đẹp. Rồi, ok, tiếp theo mặt hông. Hông bên trái. Rồi, mặt đít đàn. Rồi, hông bên phải. Rồi, mặt lưng đàn. Cây này là tình trạng cũng là đẹp nha, chỉ có chày xước theo năm tháng thôi. Cây này, mấy cây này là tương đương khoảng 40 mấy, gần 50 tuổi rồi. Thì ở bên bầm bán là không qua sơn sửa chữa, thì tất nhiên là đàn sẽ có chày xước theo năm tháng. Nhưng mà cây này là nó ít nha, chày xước ít, cho nên là tình trạng cũng còn tương đối là đẹp. Lưng có một chỉ lưng khá đẹp nè. Rồi, cần đàn. Rồi, khóa đàn zin nha, vẫn còn khóa zin nha, zin một bộ đẹp. Đây đầu đàn. Rồi, cần đàn và phím đàn. Cái này phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ là chưa mòn, phím sắt còn khoảng 85%, khá là ok. Rồi, ok, tiếp theo bọn xin phép đo cần đàn action, rồi bọn test âm thanh cho quý chú chị. Rồi, đây là đàn guitar Lasix ha. Đàn guitar Lasix thì cái ngăn 12 nó ngay thùng đàn này đây. Rồi, đàn guitar Lasix, độ cao của dây 6 và dây 1 của đàn. Rồi, ok, ở đây bọn đo dây 1 thì là dây nó bằng đỉnh mức đàn ha, nằm mé trên. Rồi, ok, ở đây là bầm cho nó bằng đỉnh mức là mấy hồi nha, nhưng mà bầm không làm. Đây con ngựa zin của nó còn nhú lên nhưng mà bầm không mài nha, do bán nên là bầm để zin. Còn quý cô chú anh chị về mình có muốn mài thì mình mài, hoặc là có yêu cầu bầm mài thì bầm sẽ hỗ trợ mài cho quý chú anh chị. Còn cái này bầm bán nên là bầm để zin, tại nhiều quý chú anh chị mất công mình làm chuẩn xong rồi kêu zin lại như cũ thì bầm không có làm được, đã mài là không còn như cũ được. Rồi, tiếp theo đây là dây sáo, cũng như vậy luôn, bằng chuẩn định mức nằm mé trên, ngay vạch mé trên. Rồi, ok, chung thì bấm nó vẫn êm nha quý chú anh chị. Ở đây vẫn đang bấm ngang ta ngang cao á đó, thì bấm thì nó vẫn là một phát ăn ngay thôi. Action để chuẩn như vậy tại vì người Nhật người ta đã thiết kế khi mà làm đàn là có con số hết rồi. Để như vậy âm thanh cho nó hay. Cây này bơm bán có giá là 2.9 triệu nha quý chú anh chị. Giá rất rẻ nha. $2.9 triệu cho một cây đàn guitar Lasix Yamaha tạo nên thương hiệu. Thank you.
rất là hay, và giá chỉ 2 triệu mấy, rất là dễ tiếp cận giá cho học sinh sinh viên luôn ha. Rồi ok, rồi ok, tiếp theo Bùm xin phép giới thiệu series dòng đàn cao cấp hơn ha. Cao cấp hơn thì đây là một cái đàn guitar acoustic Yamaha FG201B, cây này có giá là 3 triệu 3. Rồi ok, Bùm xin phép vào chi tiết ha. Mặt tết rồi, sạch đẹp ha, sạch đẹp liền lại. Rồi ok, tiếp theo mặt hông, hông bên phải mặt đít đàn. Rồi hông bên trái mặt lưng đàn ha. Rồi cần đàn, rồi khóa đàn, zin một bộ, sáng sạch đẹp nha. Đây zin một bộ sáng sạch đẹp, trên mọi nắp khóa là có chữ Yamaha và ở dưới là Japan Nhật. Rồi ok, rồi đầu đàn Yamaha, đàn có loại thép chống công cần, cần đàn và phím đàn. Ok, cây này phím sắt và phím gỗ, phím gỗ là chưa bòn, phím sắt còn khoảng 90%, khá là ok nha. Rồi ok, cây này cũng còn tình trạng khá là đẹp. Rồi mà tiếp theo Bùm xin phép đo action và test âm thanh cho quý chú anh chị. Đầu tiên là dây mọt guitar acoustic. Đây, giờ cho quý chúng chị dễ xem. Rồi, đầu tiên là dây mọt. Dây nằm thấp hơn định mức ha. Đây, dây nằm thấp hơn định mức 1 khúc luôn. Cũng giống như mấy cái kia ha. Rồi, ok. Tiếp theo dây sáo. Tiếp theo dây sáo. Đây. Dây sáo cũng là nằm thấp hơn định mức 1 khúc luôn. Đó. Khá là nhiều. Thì cây này là action êm thấp, bấm nhẹ tay. Rồi, cuối cùng mời quý chính chị nghe âm thanh cây guitar acoustic Yamaha FG201B. Tình trạng cũng còn tương đối đẹp, giá 3 triệu 3. Qua cái này thì âm thanh nó sẽ khác ha, tiền nào của đó nha quý chú anh chị. Thank you.
tiếp theo Bồ xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar acoustic Yamaha FG201B. Nhưng cây này là có equalizer nha. Tất nhiên là chơi được mọi chức năng nha. Và cái loại này là loại equalizer MB12. Nó vừa chơi được ra loa amply và mình vừa lên dây được ha. Nghĩa là nó làm tuner luôn đó. Nếu mà mình lên dây được luôn. Rồi ok. Cái riêng cái AQ này là 700 ngàn nha. Rồi bọn xin phép vào chi tiết. Đầu tiên là mặt top. Cái này mặt top rất đẹp nha. Rồi mặt top. Tiếp theo mặt hông. Hông bên trái. Rồi mặt đít đàn. Rồi hông bên phải đây nghe quay. Rồi mặt lưng đàn, cái này ngoại hình đẹp nha quý anh chị. Rồi cần đàn, khóa đàn cũng vậy, zin một bộ sáng sạch đẹp, zin một bộ sáng sạch đẹp. Trên mọi nắp khóa có chữ Yamaha và Japan. Rồi. Tiếp theo đầu đàn. Cây này cũng có loại thép chống công cần đàn. Phím sắt và phím gõ. Cây này phím sắt và phím gõ. Phím gõ cây này chưa mòn, phím sắt còn khoảng 90%. Khá là ok ha. Rồi. Cây này thì có một cái này là mình thấy là trong tình trạng đẹp nè, có một ít một số chỗ xước kiểu lông mèo thôi, không đáng kể, chung là nó trong tình trạng đẹp. Rồi ok, tiếp theo mình xin phép đo cần đàn và test âm thanh cho quý anh chị. Rồi đầu tiên đây guitar acoustic, đầu tiên ở đây mình đo dây một đây, cây này thì dây đây. Cái này thì dây nó thấp hơn định mức một chút xíu nha. Một chút xíu thôi. Rồi ok. Mấy cái kia thì nó thấp hơn nhiều. Cái này thì thấp hơn một chút xíu. Tiếp theo dây 6 cho ngang 12. Dây 6 cũng vậy. Dây nó cũng nằm thấp hơn định mức, nằm mé dưới. Rồi ok. Rồi cuối cùng bọn xin phép test âm thanh cây guitar acoustic Yamaha FG201B này. Cây này bọn bán giá trị 3,5 triệu nha quý chú anh chị, giá trị 3,5 triệu thôi. Rồi ok, mời quý chú anh chị nghe âm thanh. Tất nhiên là EQ sử dụng tốt nha, mọi chức năng nha. Rồi ok, cuối cùng bọn xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar Acoustic Morris VK15. Cây này là từ nãy tới giờ là mấy cây kia là tương đối đẹp thôi, thì cây này mới là thực sự là đẹp và like new luôn. Ngoài like new ra thì cái cây này có sự hoàn thiện rất là cao ha, cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Rồi bọn xin phép vào chi tiết. Đầu tiên là mặt top.
đẹp, sạch sẽ, liền lạc. Rồi, tiếp theo mặt hông. Hông bên phải. Đó, cái này là rất là đẹp nha. Rồi, mặt đít đàn. Rồi, hông bên trái. Rồi, cây này giá cũng chỉ 3 triệu rưỡi thôi, cho nên là giá cũng dễ tiếp cận. Mặt lưng đàn đẹp luôn nha. Giá rất là dễ tiếp cận. Đàn lai nêu, phù hợp cho mình tập đàn hoặc là cho tặng hoặc là chơi, chơi vẫn tốt nha. Đó, khóa cũng vậy, cũng là một bộ khóa zin và trong tình trạng sáng sạch đẹp. Đó. Rồi, đầu đàn Morris, nắp ti Morris, có loại thép chống công cần, cần đàn và phím đàn. Rồi, phím sắt và phím gỗ. Cây này phím gỗ là chưa mòn, phím sắt cũng gần như là còn nguyên, còn khoảng tới 98-99% lận. Cây này độ hoàn thiện nó cũng rất là cao nha. Ngoài đẹp ra thì độ hoàn thiện cũng rất là tốt. Rồi, ok. Cuối cùng bọn xin phép và đo action và test âm thanh cho quý vị chị. Cây này. Rồi. Rồi, đầu tiên bọn xin phép đo trên ngang 12 V1. Đây, cây này đặc biệt cần là thẳng tắp luôn. Action thấp hơn định mức 1 khúc. Rồi. Rồi, tiếp theo dây sáo. Dây sáo cũng vậy. Đó. Thấp hơn 1 khúc luôn. Rồi. Cuối cùng bọn xin phép test âm thanh. Cây Morris W15 Line New, đẹp và hoàn thiện cao, giá trị 3 triệu rưỡi. Mời quý chính chị nghe âm thanh. Kết thúc video ở đây, Bồm rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ Bồm trong thời gian qua. Ai người mới xem chưa đăng ký kênh thì cho Bồm xin một lượt đăng ký kênh và một bấm like thích video. Rồi, rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.